Phương Lan rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Bố là tất cả. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với Công ty Truyền thông Bi thực hiện. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng ba lô vali túi sách cao cấp Sacos đã cùng đồng hành với chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và mỗi tối thứ sáu thì Phương Lan và anh Hồng Phúc lại được hội ngộ các cặp bố con rất là dễ thương. Họ đến đây để làm gì? Để có thể là lưu lại những cái kỷ niệm rất đáng yêu với con của mình, và qua đó cũng sẽ giúp cho các bố con có thể là hiểu nhau nhiều hơn. Và thêm một cái phần rất 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 đặc biệt của chương trình mà hầu như là các mẹ, các chị ở nhà rất là thích, đó chính là cái phần mà bố vào bếp nấu ăn cho con của mình. Biết đâu ở nhà hiếm khi mà bố nấu, hôm nay tới chương trình bắt buộc là bố phải nấu cho các con mình, gửi gắm những cái tình yêu thương vào trong đó, và qua đó các bé cũng sẽ kích thích ăn uống của các bé nhiều hơn. Các bé về nhà ăn mau chóng lớn, đó là cái điều mà các chị rất là vui. Vì thế mà có rất 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 là nhiều cặp bố con đã đăng ký và đến với Bố là tất cả. Muốn biết nó thú vị như thế nào, bây giờ em với anh cần phải mời các ông bố đến với sân khấu chúng ta liền thôi. Chính xác, chính xác, nôn nóng quá. Quý vị ơi, đừng rời mắt không màn hình ngay lúc này nha, bởi vì chúng ta sẽ gặp gỡ những nhân vật chính ngay sau đây. Xin được chào đón bố Thanh Phong và bé Anh Quốc. Xin mời. Trời ơi, hai chiếc áo đỏ. Dạ, em thấy là hầu như càng về những cái số sau thì các cặp bố con có sự đầu tư và chuẩn bị nó hợp gu hơn. Lại vào những cặp số trước có nghĩa là mỗi người sẽ mặc thêm một màu, nhưng mà sau này là hai bố con mặc hai chiếc áo thun rất là dễ thương, rất là hợp màu tại với nhau. Tại vì sao? Vô thấy chú Phúc với cô Lan cũng đồng phục màu sắc, thì bây giờ các bố cũng phải tìm cách để mà dằn lại hai MC bởi vì màu sắc quá. Dạ, em chào bố Phong ạ. Bây giờ bố Phong có thể gửi một lời chào đến quý vị khán giả đi ạ. Xin chào quý khán giả, xin chào hai MC. Tôi tên là Nguyễn Ngọc Thanh Phong, hôm nay tôi 39 tuổi. Anh Quốc ơi. Dạ. Bây giờ con hãy gửi một lời chào đến quý vị khán giả nha. Dạ, con xin chào các cô chú, con chào quý khán giả. Dạ, con xin chào hai cô chú MC xinh đẹp. Cảm ơn con. Dạ, con tên là Nguyễn Hoàng Anh Quốc. Năm nay con 10 tuổi, con đang học lớp 4 và con đang học ở trường tiểu học Rạch Ông. Nhà con ở quận 8. Cho em hỏi cái màu này là màu cả bố và bé yêu thích hả? Màu của hai bố con yêu thích. Hai bố con đều yêu thích màu này luôn. Và khi mà con biết là sẽ tham gia chương trình này á, cảm xúc của con như thế nào? Dạ thưa cô, cảm xúc của con rất là vui vẻ khi mà được tham gia chương trình để con có thể hiểu về ba hơn. Và ba con hiểu nhiều về con hơn. Trời ơi, một chàng trai rất tâm lý nha. Nói chuyện là mình thấy là có nghĩa là muốn là hôm nay tới đây là có kỷ niệm với bố. Khi mà tham gia chương trình này là cái ý này là của bố hay của bé hay là của chị nhà mình ạ? Cũng theo dõi nhiều, thấy chương trình hay nên cũng muốn đăng ký để tìm hiểu và hiểu về con nhiều hơn để hai bố con gắn bó nhau hơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Thấy xôm tụ, thấy cặp đầu xôm tụ rồi đó cô màu Lan. Màu đỏ ơi. Là em thích à, tại hồng hực màu đỏ nó lửa. Cặp nó... sau cũng sôi động không kém nào, sôi động hơn. Rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với bố Phi Hùng và bé Trung Anh. Xin mời. Trắng tinh khôi, trời ơi, mỗi bên một màu. Dạ anh giới thiệu về mình đi ạ. Dạ xin chào chương trình, xin chào hai MC. Mình tên là Nguyễn Phi Hùng, đang làm việc tại phòng công tác xã hội bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh. Dạ anh có liên quan gì với ca sĩ Nguyễn Phi Hùng không ạ? Dạ có ạ. Có ạ. Dạ cùng họ cùng tên. Cùng họ cùng tên. Trời ơi. Trung Anh ơi, bây giờ con hãy gửi một lời chào đến quý vị khán giả nha. Con xin chào tất cả mọi người, con tên là Trung Anh, học lớp 3 năm trường Triệu Thị Chinh. Con rất là vui khi được tham gia chương trình này. Wow. Trung Anh ơi, con có hồi hộp không? Dạ có. Cái tay bé nắm chặt tay ba lắm. Nắm chặt mà đi từ từ như vậy, lúc nào cũng nép như người bố. Hôm nay tới cái chương trình này thật sự là một cái chương trình mà mình trải nghiệm để cho hai bố con hiểu nhau hơn thôi. Cho nên là Trung Anh cứ thoải mái tinh thần ra nha, không có gì căng hết trơn á. Bạn bên đây cũng rất là thoải mái nè. Khám phá nha, hôm nay là một cái sân chơi để tìm hiểu về bố đúng mình không? Lần đầu tiên mình gặp nhau, mình bắt tay nhau, bắt mình chào nhau một cái nè. Đó. Rồi, mãi bên nhau bạn nhé nha. Ôm nhau cái này, hai bạn ôm nhau cái này. Đó. Vui. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Lúc này thì
bố Phong, bố Hùng, bé Quốc và bé Anh đã sẵn sàng cùng đến với vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Và vòng này thì Phương Lan xin phép sẽ được giao lưu một tí xíu về cuộc sống với gia đình mình. Dạ, đầu tiên em xin được hỏi bố Phong ạ. Ở nhà thì bố Phong với lại mẹ thì ai sẽ là người dành nhiều thời gian cho bé hơn ạ? Ở nhà thì mẹ bé dành nhiều thời gian cho bé hơn. Dạ. Tại vì chạy xe là cũng khi 8-9 giờ đêm tối mới về tới nhà. Dạ, buổi sáng là mấy giờ là anh bắt đầu đi làm ạ? 6 giờ rưỡi ra khỏi nhà rồi. Dạ, 6 giờ rưỡi ra, 8 giờ mấy 9 giờ về. Vậy là hầu như là nếu mà về ví dụ ăn cơm ở nhà là buổi tối mình mới ăn được, chứ buổi trưa có kịp thời gian để mà về ăn cơm với gia đình không? Buổi trưa không về, chỉ có buổi tối. Nhiều khi bé cũng đợi về ăn cơm chung. Dạ, có khi nào mà những cái buổi tối mà bố lỡ về trễ đó thì lúc đó bé như thế nào ạ? Không, bố về trễ thì có gọi điện về thì bảo mẹ với bé ăn trước. Dạ, anh Quốc ơi. Dạ. Vậy những lúc mà bố không có kịp về ăn cơm với con á, lúc đó là con sẽ xử lý như thế nào? Thì con với mẹ sẽ dọn ra ăn trước. Nếu mà bố về hồi sau á, mẹ hoặc là bà của con sẽ hâm đồ ăn lại cho bố ăn. Vậy thì những lúc mà bố có được cái thời gian rảnh rỗi á, thì bố sẽ thường làm gì cho con? Dạ thưa cô, đó chính là hai bố con chơi cờ tướng. Chơi cờ tướng hả? Dạ. Thường là con thắng hay bố con thắng nè? Dạ thưa cô, là bố con thắng. Vậy thì giữa bố với mẹ ai sẽ là người nghiêm khắc với con nhiều hơn? Dạ thưa cô, đó chính là mẹ. Bố đã bao giờ nấu đồ ăn cho con chưa? Dạ chưa. Chưa bao giờ luôn? Từ đó giờ chưa một món nào luôn á hả? Dạ chưa. Con có ao ước sẽ được bố nấu ăn cho con không? Dạ có. Vậy thì hôm nay chương trình sẽ giúp con thực hiện điều đó nha. Yeah. Yeah. Bố Hùng ơi, nãy giờ em thấy là bố làm gì mà bé ngồi ôm mà chặt cứng ở nhà, anh hay la là bé lắm hả bố Hùng? Dạ không có ạ, mình thì không có la bé. Dạ. Đa phần là mẹ sẽ nghiêm khắc với bé nhiều hơn. Dạ. Dạ. Ở nhà thì bé hay chơi với ai nhiều nhất ạ? Bé thường chơi với bố nhiều hơn. Khi mà tại hai vợ chồng cùng đi làm ở trong bệnh viện á, cho nên về thì cũng có về chung. Nếu mà không có những cái ca mổ đặc biệt thì sẽ về chung. Thì về chung thì bà xã thì nấu, còn mình thì sẽ hướng dẫn cho bé học hay là chơi với bé. Thế anh là có mấy bé rồi ạ? Dạ có hai bé ạ. Bé này là bé này là bé sau ạ. Bé sau. Còn bé đầu là bé con gái ạ. Dạ. Là con nếp có tẻ đủ luôn á cô Lê. Dạ. Là có nghĩa là chị đầu là chị rồi. Đây là Út phải không dạ, ạ? Dạ đúng rồi ạ. Trung Anh ơi, ở nhà hai chị em có hay vui đùa với nhau không? Dạ có. Dạ có bao giờ hai chị em mâu thuẫn với nhau chưa? Dạ có. Có. Vậy thường con có một cái kỷ niệm nào mà hai chị em mình gây lộn với nhau không? Kể cho cô Lan nghe với. Con không nhớ. Con không nhớ hả? Gây lộn nhiều quá không nhớ hả con? Ở trong gia đình có điều gì khiến cho con nhớ nhất? Có bao giờ cả nhà mình đi chơi cùng nhau không nè? Dạ có. Cái lần đó mình đi đâu chơi nè? Vũng Tàu hay Đà Lạt hay Phú Quốc hay mình đi đâu nè? Dạ là Phú Quốc. Phú Quốc. Đi Phú Quốc. Rồi là mình đi với cả gia đình luôn hả? Dạ đúng. Đúng rồi. Ủa, cho em hỏi là ở nhà là có nghĩa là bé Trung Anh với lại chị á, ai sẽ là người quậy hơn ạ? Thông thường á thì bé Trung Anh á sẽ hơi quậy hơn chút xíu. Bé hay bài đồ chơi ra chơi rồi xong rồi á, mà đến khi dẹp á thì cứ đẩy qua đẩy lại, không bạn nào muốn dẹp hết. Trung Anh ơi, bố với lại mẹ thì thường á ai sẽ là người nấu ăn cho con? Dạ là bố. Là bố nấu. Rồi mẹ con bận công việc hả? Mẹ làm gì? Mẹ đi. Con đừng nói con không nhớ luôn nha. Chết. Nhớ không mẹ làm gì nè? Mẹ đi làm với bệnh viện mắt. Ô vậy thì khi mà hai anh chị làm như vậy á thì ai sẽ là người trông bé à? Tại vì anh thì làm ở phòng công tác xã hội cho nên thường là làm những công việc hành chánh. Yeah. Cho nên nó cũng sẽ đi về trong giờ hành chánh luôn. Còn bà xã thì làm trong phòng mổ cho nên có nhiều khi thì nếu mà bệnh mà bình thường á, tất cả mọi người đều bình an á thì mình sẽ được về sớm. Yeah. Yeah. Còn nếu mà có những cái bệnh mà nó hơi cần phải lực lượng y tế á, thì mình sẽ về trễ hơn. Khi mà mình về sớm á, thì mình đón bé. Nếu mà có bà xã thì bà xã nấu, còn nếu không có bà xã thì mình cũng nấu. Vậy thì trong số những cái món ăn mà Trung Anh được ăn á thì con thích cái món nào bố con nấu nhất? Dạ là gà chiên nước mắm. Sao con lại thích món đó nhất? Tại vì nó ngon. Nó ngon. Ngoài món đó ra còn món gì mà con thích ở bố con nấu nữa không? Cơm tắm. Cơm tắm, trời, món đó cô Lan cũng thích nữa. Vậy thì ở nhà là bố với mẹ ai sẽ là nghiêm khắc với con hơn? Nhớ à, con đang nhớ lại nè. Không nhớ nha, thấy có vẻ không nhớ. Bố Quốc ngồi Quốc cười, kìa cô Lan Quốc ngồi Quốc cười. Có bao giờ là bố la con chưa? Dạ có. Tại sao bố lại la con? Bày đồ chơi đúng không? Dạ đúng. Vậy thì em sẽ hỏi một tí xíu đó là không biết là cái kỷ niệm lần đầu tiên mà khi các bố đưa mẹ đi sanh như thế nào ạ? Thì em xin hỏi bố Phong trước. Sáng hôm đó là mẹ có dấu hiệu chuyển dạ, hay là đưa mẹ vào bệnh viện cũng hồi hộp, cũng mong chờ em bé có ông bà hỗ trợ gì nữa. Dạ. Chiều bắt đầu có dấu hiệu sinh.
Dạ. Tới tối là xin được về quốc. Dạ. Trong cái lúc mà chờ mẹ là không biết là mẹ đã sanh bé chưa, cái lúc đó cảm xúc của bố như thế nào ạ? Hồi hộp lo lắng. Dạ. Mong là mẹ tròn con vuông. Dạ. Cũng đứng ngồi không yên lắm. Dạ, nhưng mà tới lúc mà biết bé sanh thì chắc là vỡ hòa anh ha. Dạ. Vậy thì anh Quốc ơi, tại mình có em đúng không con? Dạ. Lúc đó là anh Quốc đã có thể phụ mẹ chăm sóc em chưa? Dạ chưa con, lúc đó con nhìn em thì em bé rất là trắng luôn. Trắng luôn. Nhưng mà con có ẵm em được không? Dạ không con, tại vì con sợ là em đau. Dạ. Rồi mình biết thay tã cho em không? Dạ không. Biết pha sữa cho em không? Dạ biết, con biết súp bình sữa với pha sữa. À biết súp bình sữa với pha sữa. Vậy thì con có bao giờ có chơi đùa với em không? Dạ con. Có nghĩa là cũng có phụ mẹ nhưng mà những cái việc nào trong khả năng của con đúng không nè? Dạ. Nhưng mà rồi, lúc mà Quốc pha sữa và súp bình sữa cho em, cái Quốc có len lén uống một miếng sữa của em lúc mẹ pha? Có hả? Có, anh gương mẫu. Không, bé Chip nhà anh là thấy lúc mà pha cho em bé sao là lấy uống miếng coi ngon, thấy ngon quá đứng nút chục 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 hết nửa bình luôn. Vậy gì thấy ngon quá, thấy mẹ pha thấy cũng tại sao sữa bột thì nó ngon. Rồi cảm xúc đầu tiên của bố Hùng khi mà đưa mẹ sanh bé Hồng như thế nào ạ? Và khi mà được học y khoa thì mình cũng có vô bệnh viện Từ Dũ và Hùng Vương để mà đỡ sanh cho các bà mẹ. Vậy là bố đã có kinh nghiệm rồi. Dạ. Mình cũng trực tiếp đỡ sanh cho một vài sản phụ. Lúc đó anh vô phòng sanh anh đỡ con luôn hay sao? À, đến đó thì mình không có dám đỡ. Anh đứng ở ngoài. Dạ, dạ, đứng ở ngoài. Thì một bác sĩ quen là đỡ. Thế mình run quá. Tới của mình run quá, mình không đỡ được đó. Tại dạ, như nãy bố nói đó là trước đó là bố đã được đỡ rất là nhiều. Nhưng mà tới khi của mình, mình đã chạm cơn mưa của mình đó thì mình rất là run đó. Dạ. Thì nhưng mà đúng là khi mà nhìn các ông bố và mẹ khác mà đón nhận cái thiên thần của mình á, thì rất là vui, họ rất là vui. Thì đến khi mà mình mà chính thức được làm bố, được làm mẹ đó, thực ra một cảm xúc nó rất là khó tả, mình cũng không thể nào mà diễn được bằng lời. Giống như là mình nó vừa vui mà nước mắt mình lại cũng có chảy nữa. Yeah. Tại vì lần đầu tiên mình được làm ba làm mẹ thì vui lắm. Tại vì con mình nó sanh ra nó được lành lặn, nó được bình an. Đó là cái điều mong muốn không phải chỉ riêng mình mà tất cả ông bố bà mẹ. Sẵn hôm nay có chương trình luôn, có nghĩa là lần đầu tiên gặp một bố là bên ngành y thì bố có thể chia sẻ cái kinh nghiệm một tí để cho ví dụ các ông bố nếu mà có đang xem chương trình này mà chuẩn bị mình trải nghiệm cái việc làm bố, người ta cũng có thể có được kinh nghiệm để chăm sóc cho vợ mình được không ạ? Xu thế mới bây giờ ở trên các bệnh viện sản phụ của thành phố đều tổ chức những cái lớp học để cho những ông bố bà mẹ tiền có... sinh đúng không ạ? Dạ đúng rồi, có những lớp tiền sinh để cho giúp bố mà có những cái kiến thức để chăm sóc sau sinh như là tắm bé hay là thai tả, chăm sóc rốn hoặc là xử trí những cái bệnh gì nó mà nó cơ bản nhất ông bố bà mẹ có thể học được để mình tránh được những cái đáng tiếc xảy ra. Cái lớp học đó mắc tiền không anh? Lớp học đó không mắc tiền, rất là rẻ, và tại vì mình không rành về cái phần chi phí lắm, mình chỉ rành về bệnh y thôi thì có những cái lớp đó và mở xuyên suốt luôn. Ví dụ như mà có được một lời khuyên bên y tế thì mong là các ông bố bà mẹ khi mà chuẩn bị có em bé hoặc là đang có em bé chưa sanh thì có thể đến những cái lớp học đó để mình có thể được học và được những nhân viên y tế truyền lại những cái kinh nghiệm và bổ ích để cho mình có thể cùng với gia đình mình. Mà nếu mà làm được như vậy thì mình nghĩ là gia đình sẽ rất là hạnh phúc. Dạ hay quá. Dạ, dạ em cảm ơn bố Hùng rất rất là nhiều. Và ngày hôm nay nhân dịp một cái tập này của Bố Là Tất Cả thì Phương Lan hy vọng là các ông bố nếu ai đang xem TV ở nhà, chúng ta chuẩn bị làm bố thì đừng ngần ngại, cũng đừng lo sợ nếu như mình không có kinh nghiệm. Hiện tại bây giờ có rất là nhiều những cái lớp học dành cho các ông bố, thì chúng ta cứ đến đó học. Thì khi mà chúng ta mà đưa vợ đi sanh, khi chúng ta có kinh nghiệm rồi, chúng ta cũng sẽ cảm thấy là mình vững vàng hơn, giống như là một cái bờ vai vững chắc để có thể cho vợ mình có thể dựa vào các ông bố nhé. Và ngày hôm nay khi mà chia sẻ với câu chuyện này thì em lại biết thêm nhiều điều hay hơn. Nhưng mà nãy giờ không biết là anh Quốc với lại Trung Anh có thực sự là các con lại hiểu bố được nhiều không nè? Nếu như bây giờ chơi một cái trò chơi mà để có thể thấu hiểu nhau thì các con nghĩ là các con sẽ đạt được bao nhiêu phần trăm hiểu bố? Bây giờ cô Lan hỏi anh Quốc trước. Dạ thưa cô là 60%. 40% còn lại rớt ở đâu con? Con không biết về 40%. Nói chung là 60. Thì mình khiêm tốn á, cô Lan. Vậy còn Trung Anh thì sao nè? Dạ 50%. 50%. Một nửa thôi. Dạ. Một bên là 60, một bên là 50. Một nửa thôi cũng đủ rồi cô Lan. Dạ, bây giờ muốn biết bao nhiêu phần trăm thì bây giờ xin mời hai gia đình hãy cùng đến với vòng 2 được mang tên Tâm Ý Tương Thông. Nhưng trước tiên chúng ta hãy dành ít phút giải lao quý vị nhé.
Tương thông. Và ở vòng 2 này chúng ta sẽ có 5 câu hỏi, bao gồm câu hỏi chữ và câu hỏi hình. Hai bố con sẽ cùng trả lời với nhau. Nếu như mà trùng khớp ý với nhau thì ở mỗi câu hỏi chúng ta sẽ có 1 điểm, và 5 câu hỏi sẽ tương đương là 5 điểm. Nếu như mà ở câu hỏi hình á, thì bố sẽ vẽ, sau đó bé sẽ đoán. Nếu như mà bé đoán đúng được hình bố vẽ, hy vọng là bố vẽ đẹp, thì chúng ta mới có điểm. Còn nếu như mà bố vẽ mà bé không đoán được thì có nghĩa là chúng ta sẽ không có điểm. Nào, hai bố con đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ rồi. Sẵn sàng luôn rồi đó. Quá dễ thương. Bây giờ mời anh về với bố, em về với bé ạ. Bố Phong ơi, bố đoán hôm nay bố sẽ trả lời được bao nhiêu câu trong 5 câu ạ? Hy vọng là đúng 5 câu. Đúng 5 câu. Đúng 5 câu. Bố Phong ơi, đúng 5 câu. Dạ. Quốc thì sao? Dạ, 100%. Ôi ôi. Dạ. Bình thường á, thì ở những cái gói câu hỏi á, thì em thường sẽ hay hỏi bé là thích câu hỏi chữ hay là câu hỏi hình. Nhưng mà riêng hôm nay mình sẽ xen kẽ, đợt này cho bố chọn à. Bố muốn câu hỏi chữ trước hay là hình trước ạ? Chữ trước. Rồi, nếu mà chữ là của em ạ. Hai bố con nghe kỹ nha. Vào dịp cuối tuần thì cả gia đình sẽ thường làm gì? Ghi ra đi ạ. Dạ, bố và bé có thể mình ghi nhiều ý, tại vì miễn sao nó có được cái ý trùng với nhau là được ạ. Dạ. Có thể là đi chơi nè, đúng không nè, đó, cùng nhau hát karaoke nè, cùng nhau đi ăn cá viên chiên, đúng rồi, cùng nhau đi ăn uống, đi chụp hình, dẫn nhau đi sở thú, đi du lịch đó, đi đập vịt. Dạ. Bố ghi hai chữ nhỏ xíu rồi, cô Lan hai chữ nhỏ xíu thôi. Rồi. 3, 2, 1, giơ bảng lên. Đi chơi, bên này đi bơi. Wow, nói chung được chữ đi. Có một chữ đi. Nhưng mà trong cái đi chơi mình có thể gọi là có đi bơi không mà ta? Đi bơi cũng gọi là đi chơi. Dạ không, đi bơi là đi bơi và đi chơi là đi chơi ạ. Dạ. Trời ơi, khác nhau cô Lan ơi. À cho hỏi tại sao bố ghi là đi bơi sao còn bé là đi bơi chơi ạ? Tại vì bé rất thích đi bơi nên tranh thủ cuối tuần là dẫn bé đi bơi. Mình hay bơi ở hồ bơi nào ạ? Hồ bơi gần nhà luôn. Gần nhà luôn. Hồ bơi gần nhà. Có nghĩa là thật ra nếu so với đi bơi và đi chơi thì con thích đi chơi hơn đúng không? Dạ. Thường mình đi chơi ở đâu, con thích đi đâu hơn? Dạ thưa cô là đi ra phố Nguyễn Huệ. À đi ra phố Nguyễn Huệ, giống như ngày hôm nay con cũng nói con tới chương trình để con biết là con mặt, hiểu bố nhiều hơn. Mặt buồn thấy rõ luôn. Không sao, thật ra là cái cảm xúc của bé con nít em hiểu mà. Vậy thì qua cái câu hỏi này, cô Lan nghĩ là bố sẽ hiểu hơn về sở thích của con đó. Và con có lời gì muốn nói với bố, nói bố ơi mốt cuối tuần đừng dẫn con đi bơi, dẫn đi chơi nhiều. Bố ơi. Bố làm là chết con bố. Rồi. Cái kiểu là Lan, bố ơi là bố ơi. Còn 4 câu hỏi lần mà. Yeah. Rồi bây giờ câu hỏi này cho con chọn, hỏi chữ hay hỏi hình? Dạ là hỏi chữ. Hỏi chữ, rồi. Câu hỏi tiếp theo. Đây là một câu hỏi về món ăn và sở thích. Hy vọng là hai bố con sẽ ráng nhớ cái món ăn mà bé thích do mẹ hay nấu là món gì ạ? Món ăn mà chắc bé chắn Quốc, là mẹ sẽ nấu rồi. Bé Quốc thích mà mẹ cái hay này nấu. Mà không trúng nữa thì là bố ơi. Rồi, bố ghi 3 chữ rồi. Rất nhanh. Rồi, bên đây cũng 3 chữ ạ. 1 2 3 3 Cái này mà không đúng nữa là em sẽ hỏi lại chị Hằng. Dạ. Cái này nếu mà đúng thì sao? Thank you bố. Thank you bố. Rồi, câu hỏi tiếp theo là bố hỏi chữ hay hỏi hình à, cho bố chọn ạ. Mình dàn cái đi cho khi thế là 1 2 3. Có một điểm đúng rồi đó. Là 1 điểm rồi. Hình hay chữ à? Hình. Rồi, hình vậy gặp với em nha. Câu hỏi hình dành cho bố Phong và bé Quốc có nội dung như sau. Tàn tàn. Đây là trái gì? Trái gì? Bố vẽ ở nhà bố vẽ đẹp không con? Dạ cũng đẹp. Cũng đẹp. Ở nhà thích ăn trái gì nhất nè? Trái xoài. Thích ăn trái xoài. Ngoài trái xoài ra còn trái gì nữa? Dạ trái dưa hấu. Dưa hấu. Ngoài dưa hấu còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Trái nào mà con ghét? Con không thích ăn trái gì? Là trái kiwi. Kiwi. Kiwi là một trái ăn rất là tốt nha. Tại sao con lại ghét kiwi? Ăn vô nó nước nó chua. Nhưng mà kiwi là một trong những cái loại trái cây rất là tốt. Cho nên là cô Lan hy vọng là con sẽ thay đổi suy nghĩ tí xíu. Dạ mình nếu mà mình không có năng khiếu về vẽ thì mình có thể minh họa hoặc là mình làm một cái gì đó rõ cho bé hiểu. Tại vì anh vẽ thì em cũng không có đoán được là trái gì đâu. Anh có thêm không? Hoặc là anh ví dụ như cái trái đó nó có hai tên thì cái ví dụ cái tên đó nó giống như một cái hình nào đó. Ví dụ như vậy thì bố có thể vẽ cái hình đó rồi trái đó ngọt hay chua hay là như nào ở miền nào đồ đó.
Trái này ngọt ở miền ngọt. Tây. Ở dạ, miền Tây rồi, mời bố đưa dạ, hình nè. 3, 2, 1, dơ hình. À, trái bơ. Giống như gốc la đúng không kiểu. Nhìn kỹ con, bố có vẽ minh họa cái cây đó kế bên đây nè. Cái cây kế bên nè. Đó, cái lá nó như vậy nhưng mà bố vẽ không đâu, bố vẽ thêm cái cây kế bên. Thì thực ra cái cây kế bên nó cũng không có minh họa gì cho cái trái đó lắm. Nhưng mà nó cũng là cái cây đó, có thấy cái lá không? Có nước. Ở đó, miền Tây có nước. Có nước, bố gửi có nước. Đó, đó, đó nước ở miền Tây. À, trái dừa. Con ơi, bình tĩnh, trái gì nè? Dạ, tôi chú là trái dừa. 3, 2, 1 là trái dừa. Chúc mừng con. Hay quá. Vậy là hai bố con đã có thêm được một điểm nữa rồi. Có nghĩa là hai điểm. Bây giờ chúng ta còn một câu hỏi chữ và một câu hỏi hình. Con muốn chữ hay hình nè? Dạ là chữ. Chữ. Trong lớp là mình sẽ học rất rất là nhiều môn học đúng không nè? Dạ. Môn học nào mà bé thích nhất? Gì đây nè? Thôi, gì cười dữ vậy? Môn vô rồi, vô rồi, vô rồi, chúng tủ rồi. Chúng tủ rồi. Bố biết mà đúng không? Không, bố không biết rồi, bố ghi khác. Chú thấy bên con khác, bố khác nè. Rồi, 3, 2, 1, dơ bảng. Ôi, hay quá. Chị em hỏi tại sao à? Tại sao bé lại thích môn này à? Hỏi bố chú. À, tại vì khi xưa mình đi học cũng thích môn này, nhưng mình cũng có chỉ cho bé về môn này từ bé nên bé cũng hào hứng về môn này lắm. Dạ, có là bố muốn chỉ cho bé cái gen di truyền đúng không ạ? Nhưng mà thường môn lịch sử em biết là thực ra đó là một cái môn mà thường các bạn học sinh sẽ sợ nhất đó. Nhưng có nghĩa là bé Quốc rất là giỏi môn này đúng không ạ? Dạ. Em thử một câu nha. Con ơi, sự dạ. kiện Bạch Đằng liên quan tới tên tuổi vì anh hùng nào? Dạ thưa chú, đó chính là Ngô Quyền. Bây giờ con thử con hỏi lại, cô Lan đảm bảo chú Phúc không nhớ đâu con. À, đây mình đang thử bé, tại bé thích môn lịch sử. Vậy hả? Không nha. Rồi, hay quá nè. Hay quá nè. Và với cái bộ môn lịch sử này, bố và bé đã ghi thêm được một điểm nữa là 3 điểm. Rồi, vì chúng ta còn câu hỏi hình cuối cùng, hy vọng là bố sẽ vẽ đúng nhất có thể. Nãy giờ câu nào cũng trả lời được hết, chỉ có câu đầu là chưa hiểu nha. Vậy thì một tấm hình sau sẽ rất là khó. Nâng độ khó lên cấp độ 10. Hồi nãy là bố đã vẽ như vậy rồi mà anh còn nâng khó nâng lên nữa. Nâng khó lên. Câu hỏi hình tiếp theo dành cho bố Phong và bé Quốc có nội dung như sau. Đây là hoa gì? Con biết được là hoa gì nè. Bây giờ mình liệt kê đi, biết đâu nó nằm trong số hoa đó thì sao? Hoa hướng dương. Hoa hướng dương. Hoa cúc. Hoa cúc. Hoa lan. Hoa lan. Hoa hồng. Hoa hồng. Hoa cẩm tú cầu. Cẩm tú cầu. Cẩm tú cầu ở đâu biết không? Dạ ở trên Đà Lạt. Đúng rồi, cô Lan cũng rất là thích hoa đó. Hoa gì nữa nè? Hoa mai. Hoa mai. Hoa gì mọc Tết nữa? Tết ngoài hoa mai còn có hoa đào. Hoa đào. Ban tổ chức xin được nhắc lại, hoa này không vẽ như vậy. Để cháu nó hiểu qua mùa xuân, hoa này không thể vẽ như vậy được. Lúc nãy là em thấy là bé liệt kê khá là nhiều đó. Đúng. Em nghĩ là có thể sẽ có cái hoa đó ở trong đây. Tại vì với các bé nhỏ thì chương trình cũng không thấy mất lắc léo quá. Đúng rồi. Nhưng mà cái hoa này bố gửi về là bé sẽ đi xa lắm luôn. Bây giờ anh muốn kết thúc hay là anh vẽ tiếp mình hay vẽ như nào? Hoa mình có vẽ cành không mà. Dạ có cành luôn ạ. Nhưng mà cành. Ra một cái hoa khác của Lan à. Đó bây giờ bố cứ đưa lên đi ạ. 3, 2, 1 dơ bạn. Cô Lan đó là hoa gì? Sợ em thấy nó giống cỏ bốn lá quá vậy ta. Ví dụ giả sử đi, mình có cho hoa này nó trong mùa nào được không ạ? Hình như mùa nào nó cũng có à. Nó hơi giống, cái nhìn nó giống cái chuông nhỏ. Quốc, con đoán hoa gì Quốc? Dạ là hoa hồng. Hoa hồng nào mà hình đó con, hoa hồng nó phải là cái búp chứ. Và đáp án cuối cùng của con đó là? Hoa hồng. Đáp án đúng là hoa hồng chính xác. Lan hiểu không? Tức là hoa hồng không thể nào người ta vẽ cái cánh nó ra như vậy được mà. Có nghĩa là bố phải vẽ cái này. Đúng rồi, xong rồi vẽ xè bung ra. Chồng dạ. chồng lên nhau. Dạ. Không, nhưng mà thực sự là cái hoa này á, thực ra nếu như mà dễ vẽ đó, nó là dạ, hoa rồi. Dễ vẽ. Không không dạ. đến nỗi là quá khó đâu. Nhưng mà bố vẽ thì thực sự là em nhìn em thấy nó giống như mấy cái chuông mà nó chỉ hoa mai hoặc là hoa những hoa xè cánh hoặc hoa hướng dương hoặc cái gì đó. Dạ, đáp án cũng đúng ạ. Dạ vâng, vậy là từ nãy giờ sau 5 câu hỏi chúng ta sai một câu đúng không? Vậy là xin chúc mừng cho bố Phong và bé Quốc được 4 điểm. Yeah. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với cặp bố con thứ hai, đó là bố Hùng và bé Trung Anh. Xin mời. Thưa quý vị, như vậy là bố Hùng và bé Trung Anh đã sẵn sàng cùng đến với thử thách tâm lý tương thông ngày hôm nay. Và hy vọng là bố và bé sẽ mang về 5 điểm cho mình. Cố gắng dạ. bố Hùng ơi. Dạ bố Hùng muốn câu hỏi chữ hay là hình trước ạ? Dạ cho bé chọn đi ạ. Cho bé chọn hả? Không sao, một hồi nữa sẽ tới lượt của bé thôi ạ. Dạ hỏi chữ đi ạ. Chữ trước. Mời rồi. Con bố có hay mua bánh cho con ăn không? Dạ có. Có ha. Có thể là sẽ rất là nhiều loại bánh, nhưng mà bánh nào mà bé thích ăn nhất ạ? Món bánh không nói ạ. Dạ
nếu như mà có nhiều bánh thì mình cứ viết nhiều đáp án để biết đâu nó sẽ có. Con viết đi, món bánh nào bố hay mua cho con thích ăn nhất. Bố ghi hai loại bánh rồi nha. Dạ, có hai loại bánh đó thì nếu như mà có được đáp án trùng với nhau á thì chương trình vẫn sẽ du di cho hai bố con ạ. Rồi con nói được, con làm gì? Cái bánh là ba tươi. À rồi, đây con làm gì cho. Rồi. 3 2 1 giơ bảng. Rồi, giơ bảng. Hả? Trời. Gì dữ vậy bố? Bánh nói là bánh kem nè, bánh bao nè, bánh patiso nè, bánh mì nè, bánh tráng nướng. Không có một đáp án nào bên đây hả? Bên đây là bánh cookie, là bánh nabati. Thầy nhìn biết cái bánh đó là bánh phô mai đó. Cái bánh kẹp mà nó sẽ có lớp một bố là bánh quy rồi lớp phô mai đó. Cho em hỏi là hai cái món bánh này bố không biết hả hay sao ạ? Dạ tại vì mình cũng mua khá nhiều loại bánh cho bé ăn á. Dạ. Dạ. Mà thấy bánh nào bé cũng ăn ngon hết. Dạ sau câu hỏi này thầy nghĩ là bố sẽ rút kinh nghiệm và sẽ biết được cái món bánh ăn thích của bé à. Không sao, con này không trùng hợp nhưng mà mình đã hiểu nhau hơn rồi đó con. Bây giờ con muốn câu hỏi chữ gây hình nè. Đây là chữ. Chữ, rồi, câu hỏi chữ nha. Địa điểm du lịch nào gần đây mà cả nhà đã đi? Hay là gần đây nhất mà bố đã đưa con đi? Gần đây nhất là rất nhanh. Con viết lớn lên. Viết lớn lên. 3, 2, 1, giơ bảng. Hay quá, xuất sắc. Cho hỏi là mình đi cách đây bao lâu rồi ạ bố? Dạ mình đi Vũng Tàu khi mà mới vừa hết dịch đó. Thành phố mở cửa là mình sẽ đi Vũng Tàu. Bình thường trở lại đúng không anh? Dạ. Có nghĩa là đây có phải là một cái nơi mà bé thích không? Hay là do là bố thấy ở đây gần nên là bố đưa bé đi? Dạ, thật sự hai bé cũng rất thích Vũng Tàu. Tại vì cái địa điểm du lịch nó cũng khá gần với thành phố. Dạ. Thường đi Vũng Tàu là con thích ăn gì nhất nè? Có ăn hải sản không? Tôm, cua, gà. Không sao, nói chung là con nhớ hay không nhớ, sao con nhớ cái địa điểm là được rồi. Và đây là một điểm đầu tiên dành cho cả hai bố con ạ. Và câu hỏi tiếp theo. Hình hay chữ ạ? Thôi mình lấy cái chữ luôn, cái chữ mà. Cái chữ cuối cùng, bố hồi hộp á hả? Cho em hỏi ở nhà thì bố với mẹ ai là người hay đi họp phụ huynh cho bé ạ? Dạ họp phụ huynh cho bé lớn thì mình đi họp. Còn bé nhỏ này thường rơi vào những cái ngày mình mắc đi làm không mà không hợp được. Vậy là bố không hợp. Đây là một câu hỏi khá bất lợi cho bố. Cô giáo nào mà bé có nhiều tình cảm nhất tên gì? Biết luôn bố biết luôn Bé thích cô đó nhất có thể là cô chủ nhiệm. Là người tên vợ anh luôn, kiểu ghi tên này rất nhanh. Vậy hả? 3, hay 2, quá. 1, giơ bảng. Cô Kim Phượng, đây là cô Phượng. Cho hỏi tại sao bố lại rành về cô Dữ vậy ạ? Tại vì cô chủ nhiệm lần này thì do cái tình hình dịch bệnh của thành phố cho nên cô đã cùng với nhà trường đã có rất là nhiều tâm huyết với các học trò. Đặc biệt là bé Trung Anh. Cô vừa học online mà vừa học trực tiếp luôn. Dạ ai tên Phượng cũng tốt hết á Lan. Tại vì vợ anh tốt bụng mà đẹp đúng không? Tốt bụng mà đẹp nữa. Mà đẹp nữa, giống như vợ anh. Giống như Dạ và thực ra là qua chương trình này thì chương trình bố là tất cả cũng muốn gửi một lời cảm ơn tới cô Kim Phượng rất là nhiều bởi vì đã hỗ trợ cho các bé. Thật sự khi mà có những cái người thầy, người giáo viên như vậy thì các học trò và thậm chí là gia đình của các bé cũng sẽ an tâm rất là nhiều. Dạ cảm ơn cô Phượng nhiều ạ. Hay quá. Là 1, 2, 3. Thực ra lúc đầu khi mà em đọc câu này em nói chết rồi, không biết là bố biết hay không. Nếu như mà bố hay đi họp á thì có thể là bố sẽ biết, nhưng mà ở đây mẹ là hay đi họp nhưng mà vẫn trả lời đúng thì em vì là có học online đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta còn hai câu hỏi hình nữa, xin mời anh Phúc ạ. Bây giờ thì tới câu hỏi hình. Hỏi hình này thì anh sẽ nhìn hình anh vẽ lại và bé sẽ là đoàn người đoán. Anh sẵn sàng chưa ạ? Dạ sẵn sàng ạ. Câu hỏi hình dành cho bố Hùng và bé Trung Anh có nội dung như sau. Đây là trái gì? Trái gì? Trời, con biết được loại trái cây nào nè, con kể cho cô Lan nghe nè. Dưa hấu rồi Bình thường bố mẹ hay mua cho con ăn cái gì dưa hấu? Dạ, bưởi. Bưởi, rồi gì nữa? Táo. Táo. Lê. Lê. Đừng chấm. Gì nữa nè, trái nào mà con thích ăn nhất? Trái dưa, cây nào? Dưa hấu. Thích ăn với dưa hấu, rồi trái nào mà con không thích ăn? Không có đúng không? Đây là trái nào có là bố mẹ mua cho gì con cũng ăn hết đúng không? Dạ đúng. Giỏi quá. Ở nhà bố vẽ đẹp không con? Con biết. Không biết luôn. Cũng nhớ không biết. Rồi, 3, 2, 1, giơ bảng. Đây là trái gì? Cái trái này nhìn nó cũng khá nhìn to. Nhìn cô thấy giống trái gì nè. Nói đại đi con, trái nói đại thử con một con trái nghĩ, gì nè. Con nghĩ là mình có cái gợi ý nào không ạ? Dạ, cái trái này mình những cái ngày gần đây, ngày nào ba cũng cắt cho cả nhà cùng ăn. Dạ là trái bưởi. Hay quá.
À, đây là gợi ý nội bộ gia đình à? Phải, tại vì cái mùa dịch bệnh này mình nên ăn những cái loại trái cây nào mà có nhiều vitamin C á. À, nhưng mà đó là cái gợi ý là bé đoán như vậy thôi, còn đáp án như thế nào thì không biết ạ. Bây giờ đáp án cuối cùng của con đó là trái. Trái bưởi. Trái bưởi. Đúng rồi nè, trái gì? Hai. Trái bưởi. Hai ba. Trái bưởi. Đúng rồi, hay quá. Nãy giờ có mấy điểm rồi? 3 điểm rồi. 3 điểm rồi đó. Nãy giờ có 3 điểm rồi đó. Giờ câu hỏi cuối cùng đúng không ạ? Cái hộp câu cuối cùng nè. Rồi, xóa đi ạ. Câu hỏi cuối cùng hình dành cho bố Hùng và bé Trung Anh có nội dung như sau. Đây là hoa gì? Rồi, kể liệt kê hoa cho cô Lan nghe nè. Hoa hồng. Hoa hồng. Hương dương. Hoa gì nữa nè? Hoa giấy, hoa giấy. Hoa giấy, rồi. Ồ. Anh không vẽ cái hoa mà anh vẽ cái biểu tượng của cái nước đó. À. Đó, sau đó anh mới vẽ cái hoa để cho bé có thể hình dung được. Em nghĩ là có cũng thể là sáng tạo nha, cũng sáng tạo. Yeah. Hoa sen là đúng rồi, hoa sen là ở Đồng Tháp nè. Hoa sen nếu mà mình phải có cái địa điểm ở Việt Nam thì mình mới là hoa sen. Yeah. Còn nếu bố đang vẽ một cái địa điểm ở nước ngoài. Địa điểm đó, nước ngoài vậy là hoa biểu tượng. Nào? Đó, đó biểu đúng tượng. Rồi. Rồi xong chưa? 3 rồi. 2 1 giơ bảng. Nhìn hình nè. Đó, bên đây là hoa nè con, còn bên đây là biểu tượng. Đó. À, có xe gió đúng không ạ? Đúng rồi, có xe gió đó. Hà Lan. Rồi đúng rồi, nhưng mà hoa này hoa gì con? Mình sợ là bé không biết tên hoa này á. À, sợ là bé không biết tên. À, nếu như mà là cái có xe gió Hà Lan thì là em thì là em biết rồi đó. Nhưng mà nè, cô Lan nghĩ đó là cái hoa nó sẽ có một cái cây lên như vậy, xong nó sẽ là một cái búp vậy nè con. Bé đã từng coi bộ phim nào mà liên quan tới cái này rồi ạ? Dạ chưa ạ. Vẫn chưa hả? Và đáp án của con cuối cùng đó là hoa gì? Hỏi nhớ rồi. Thì con phải nói là con không có đáp án để chú dơ đáp án lên. Con có đáp án không nè? Biết đâu mình nói đại mà mình trúng thì sao? Bây giờ con kể đại đi, kể đại đi. Để đại một cái hoa gì? Hoa hồng. Hoa hồng nha. Đáp án cuối cùng của con là hoa hồng. Đó là hoa tulip. Ồ, hoa tulip. Con biết hoa này không? Dạ không. Bây giờ bây giờ con nhìn là con biết rồi đó. Bây giờ con sẽ biết rồi đó nha. Có nghĩa là biểu tượng của Hà Lan là hoa tulip nha. Mình nhớ cái hoa này nhớ nha. Nhớ hoa có này. Có nghĩa là nha. Hoa này có trồng ở Đà Lạt luôn. Rồi và sau 5 câu hỏi thì bố Hùng và bé Trung Anh đã trả lời đúng được 3 câu và gia đình của chúng ta có được 3 điểm. Hôm nay thì em thấy là bé cũng đã cố gắng hết sức đó, và hai bố con cũng đã trả lời là cũng đúng không? Tại vì có nhiều cái thuộc về kiến thức. Thì bây giờ ở phần này nè, từ đó tới giờ con có cái món quà nào mà con thích mà bố chưa tặng cho con không? À, Lego. Lego. Rồi vậy thì đó, giờ ở đây chương trình bố đi nè. Xin bố đi. Nhìn bố đàng hoàng. Bố ơi, sau chương trình mua con Lego nha. Rồi, vậy là con học giỏi thì bố sẽ mua cho con bộ Lego mới. À, là mình sẽ có cái phần thưởng là thi phó qua, có thi học kỳ hay sao ạ? Dạ, bé đang đậu vào cấp thành phố cuộc thi toán giỏi cấp thành phố. Wow, hay quá. Giỏi. Xuất sắc nha. Hay quá Trung Anh ơi. Rồi, sau khi chúng ta đã đi được cái món quà này thì bây giờ chúng ta hãy cùng mời hai gia đình đến với vòng 3 được mang tên Bữa ăn yêu thương. Đây thì các bố và các bé đang sẵn sàng bước vào vòng 3 được mang tên Bữa ăn yêu thương. Và ở vòng 3 này trên tay cô Lan có một chiếc hộp. Ở trong đây sẽ có rất là nhiều món ăn. Và hai con sẽ quảnh tù xì với nhau. Ai thắng sẽ được bốc một lá phiếu trong đây. Bốc món gì, bố các con phải nấu món đó. Cho nên là cái điều đặc biệt của bố là tất cả là các bố sẽ không biết trước được mình sẽ nấu món gì đâu. Cho nên bây giờ hai bạn hãy quánh tù xì với nhau nào. Khén nha. Yeah, bánh tù xì. Tù. Cho nó đều nè. 2, 3. Lại, cho nó đều ra. Lại. 1, 2, 3. Rồi, bên nào thắng nè? Rồi, mời con bóc. Mời Quốc, Quốc bóc nè. Con ráng bóc món nào khó khó nha, lòng khó bố. Bún bò Huế đi con, chú thích ăn bún bò Huế nè. Phở cũng được, phở gà nè. Món gì mở ra coi, đập lớn lên. Canh bí đỏ hầm xương. Canh bí đỏ rồi, em thấy bên này hết hồn rồi nè. Bố con hết hồn rồi đó. Bố con mới cơ đường lên nè. Không biết là sẵn với cái chi tiết hết hồn đó em có thể hỏi là ở nhà bố đã nấu món này bao giờ chưa? Chưa nấu rồi. Hay quá, chương trình rất thích những ông bố chưa nấu bao giờ. Bố Hùng à? Bố Hùng. Dạ món này cũng
đã nấu qua một lần rồi. Đã nấu qua một lần. Dễ gì mà bố nhớ được à, đúng không? Và đặc biệt các món ăn của bố nấu, bé chính là người thưởng thức. Bây giờ bố phải đặt hết tâm tư tình cảm. Và bây giờ xin mời hai bố sẽ về vị trí bếp của mình ạ. Mời bố Hồng qua đây. Để bố Phong cố lên nè. 2 3. Bố Phong cố lên. Này bố Hồng cố lên. Bố Hồng cố lên. Dạ thưa hai bố, ở trên gian bếp của hai bố đã có đầy đủ tất cả các nguyên liệu rất sạch sẽ, thơm ngon, tươi của chương trình đã chuẩn bị. Hai bố sẽ có thời gian là 30 phút để cho cái phần nấu ăn của mình làm sao ngon, thơm đậm đà. Và hai bố đã sẵn sàng chưa? Dạ. Yeah. Và thời gian 30 phút bắt đầu. Vậy là bố Phong và bố Hồng đã nấu ăn xong. Và bây giờ thì đã có hai tô canh bí thơm ngào ngạt, cô Lan ơi. Dạ. Thơm quá. Bây giờ hai đứa con sẽ được thử lần lượt từng tô canh bí đỏ hầm sườn, đúng không ạ? Nếu như mà tụi con ăn xong, tụi con cảm thấy bên nào hợp khẩu vị tụi con hơn thì tụi con cho 2 điểm. Bên nào không hợp khẩu vị bằng thì mình cho 1 điểm nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn bên nào trước nè. Một tô này rất nhiều hành và một tô kia rất nhiều bí. Tô này thì có trang trí thêm, trang trí sáng tạo, trang trí thêm 2 miếng bí nữa. Dạ. Còn bên đây là cho nhiều hành thì em không biết là có thể là một cái đặc điểm nào đó ở nhà, chắc là bé thích ăn hành nhiều, ví dụ vậy. Tụi con chọn thử tô nào trước nè, từng lần lượt tô nào cũng thử, thử tô nào. Tô này trước đi. Tô này trước. Hai chúng ta, hai bạn cùng thử tô này nha. Đây để cô Lan sẽ giúp con múc nha. Quá hấp dẫn. Wow, đây. Mời con. Ăn một miếng bí, húp một miếng canh với một miếng sườn. Thì cô Lan cho nóng quá ha, để cục nữa đó cho nó mềm nha. Thổi cho ăn nha. Rồi. Xưa là thổi á chứ hút cái đây, được đúc á là bà kêu là há ra mấy bay tới kìa. Cái ráng mình cắn từ miếng sườn cái bố hầm sườn đã mềm chưa nè. Ủa sao bên đó là mình được đúc, ở bên đây là bạn tự cầm nóng ăn. Quá, nóng quá, nóng quá hả? Hút đúc cho ăn rồi đó thích. Nó bên đây bạn là anh rồi hiểu không? Anh hai rồi. Đây ta em, ta nhỏ hơn. Cho nên là đã biết tự đúc ăn. Ngon quá ha. Dạ. Ngon quá. Nhiều khi bố lại sợ cái con ăn mặn quá đó, cho nên là bố cũng gia giảm gia vị lại. Rồi xong cái mày uống nước mình tráng miệng lại, cái mình thử qua tô này mình chấm điểm nhớ nha. Thịt bên đây còn hơi dai. Hơi dai, hơi dai. Chưa kỹ đúng không? Tại vì là không, thực ra em cũng phải thông cảm, tại vì các bố chỉ có 30 phút. Tại vì ở nhà khi mà em nấu ăn á, đúng là sườn em hầm rất là lâu, ít nhất là phải là 1 tiếng đồng hồ thì là sườn mới mềm. Cô Lan đừng ngụy biện, đừng ngụy biện. Nếu mà hầm lâu mình sẽ xào lên cho thịt nó chín, bắt đầu mình bỏ vô mình hầm. Xào nữa hả? Không, cách xào đó thì luôn. Không biết, nhưng mà thường để mà, tại vì nó là ngon từ thịt ngọt từ xương, anh hiểu không? Rồi nhớ chưa, nhớ cái vị đó chưa, nhớ đầu chưa? Bắt đầu qua thử cái này nha. Được không? Hay là mình muốn chưa? Ăn hết chén này hay là muốn quốc thử cái này hết, hả? Hết chén này. Này muốn thử cái này hả? Lấy chén mới, quốc. Mình có chén mới, có muỗng mới luôn. Tụi con ăn hành lá được đúng không? Ăn hành cũng tốt mà. Rồi được rồi cô Lan, được rồi. Cho nhiều nước, các bé húp cho nó bổ đó. Các bé ăn mà anh, ủa sao em múc mà anh cứ chặn cái tay em không vậy ta? Anh tính để dành phần cho mình nè. Dạ, ăn đi con. Rồi, thử từ từ để thổi nguội nha. Mình có cần uống miếng nước cho nó giảm lại cái gia vị không? Cho để nó chuẩn cái vị ha. Dạ con. Rồi ha. Này cái này mà có tí xíu cơm nữa ha. Có ăn này là tình cơm yêu thương của bố luôn á, ăn cho nó sáng mắt rồi nó kêu nó chắc xương. Còn hồi nữa là nữa. Tụi con có quyền là xin mang về cũng được mang luôn. Về, đó, gói, đem về bỏ, của bố. Bỏ cảm ơn đem về. Đó. Như vậy bây giờ hai bé đã ăn xong nè, Trung Anh và bạn Quốc. Rồi. Rồi đã ăn xong thì bây giờ là mình chấm điểm. Ai ngon mình cho 2 điểm, ai không ngon mình cho 1 điểm. Bắt đầu từ tô đó trước. Bây giờ anh Quốc hãy cho cô Lan cái nhận xét sau khi mà con thử hai cái tô canh bí này. Tô canh này thì bí nó không được luộc vừa cho lắm. Không là vừa, không vừa lắm. Hơi lạc đúng không? Hồi nãy giờ cô Lan hơi lạc. Hơi lạc. Sườn được không con? Sườn thì cũng ok.
cũng ok. Nhưng mà cũng hơi dai. Hơi dai. Hơi dai. Còn cái tô bên đây thì sao? Dạ là đậm vị. Đậm vị, có nghĩa là hợp khẩu vị con hơn. Bí bí thì sao? Bí vừa bí không? Bí vừa ăn. Bí vừa ăn. Vậy là cuối cùng là con cho bên nào 2 điểm và bên nào 1 điểm nè? Bên đây 2 điểm, bên đây 1 điểm. Rồi, bây giờ tới bạn Trung Anh nè. Trung Anh cảm à. Nhận của con như thế nào? Thấy cái này ngon hơn. Cái này là hợp khẩu vị hơn. Con, có nghĩa là con thích kiểu dai vậy hơn. Và cái khẩu vị nó hợp với con hơn. Vừa ăn đúng không con? Vừa ăn. Rồi. Vừa ăn. Rồi còn bên đây. Con thấy nó có nhiều hành đó nó hơi dở. Có nhiều hành nó hơi dở hả? Có là nhiều hành, có nhiều là hành nó hơi dở. Có nghĩa là không có hợp. Bé không thích ăn nhiều hành. Bé cũng là không thích ăn hành quá nhiều. Đó. Hành nhiều ha. Dạ, có nghĩa là bên đây con cho 2 điểm. Bên đây là 1 điểm. Rồi. Bằng điểm nhau cái phần này. Và bây giờ sau khi mà tụi con đã chấm điểm xong thì chúng ta sẽ cùng lật bảng để xem bên nào mới đúng là bố của mình. Bên đây, nào là bố con, bên nào bố Hùng nè. Bố ơi. Rồi 1, 2, 3. Đây là bố Thanh Phong. Và đây là bố Phi Hùng. Okay, bố Phi Hùng. Có nghĩa là ở bên đây. Đúng rồi đó, các bé đang chấm cho các bố mình luôn đó. À vậy là các bé là chấm tại cái khẩu vị. Nói chung là thực ra là cũng có những cái ký hiệu nội bộ của gia đình. Giống như là ở nhà là con ăn nhiều hành lắm hả? Hay sao mà dạ, bố lại nhiều hành với nhiều tiêu. Nhiều hành luôn. Và nhiều tiêu. Bố biết. Cho nên là hôm nay là em biết là bố Phong là lần đầu bố nấu đó. Nhưng mà đại loại là bố cũng biết được cái khẩu đúng vị rồi. Của bé. Còn bên đây con lại thích ở nhà hay trang trí như vậy hả con? Ở nhà bố hay mẹ nấu hay trang trí nhà lắm bố hả? Hay trang trí vậy đúng không? Hay đúng. Dạ đúng. À, dạ đúng hả? À có nghĩa là nhà để ăn theo cái phong cách hơi nhà hàng xíu. Là ăn cái gì nó cũng phải vừa ngon mà vừa đẹp mắt. Cung đình có cung cái đình. uống lượng hay. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mời hai bố trở lại với sân khấu. Sau đó chúng ta sẽ tổng điểm nha. Xin mời. Như vậy là hai bố Hùng và bố Phong đã vượt qua tất cả các phần thi cùng với hai con của mình và rất là xuất sắc. Ngày hôm nay chúc mừng bố Hùng, chúc mừng bố Phong rất nhiều. Và sau khi mà tổng điểm của chương trình thì bên cặp của bố Phong là có được 7 điểm, của bố Hùng là 6 điểm, chỉ chênh nhau đúng 1 điểm thôi. Và ngày hôm nay may mắn đã mỉm cười với gia đình của bố Phong và bé Quốc. Xin chúc mừng hai người nhận được giải thưởng 5 triệu đồng. Chưa hết đâu. À, trên tay cô Lan và chú có hai chú gấu rất là dễ thương mà các bé khi đến với bố là tất cả luôn luôn có được một chú gấu mang về nhà. Chưa hết đâu, chúng ta sẽ có hai cái voucher, mỗi voucher trị giá 1 triệu đồng từ nhãn hàng Balo Vali túi sách cao cấp Sacos tặng cho bố Hùng và tặng cho bố Phong cùng bé Quốc. Và ngày hôm nay sau khi đã trải qua 3 vòng của chương trình, không biết là cảm xúc của bố Phong như thế nào. Tại vì em thấy hiện tại là áo anh vẫn còn ướt mồ hôi đó. Dạ. Qua chương trình này cũng cảm ơn chương trình này đã tạo điều kiện cho bố con được gần gũi nhau hơn. Dạ. Xem hiểu nhau hơn và mong chương trình sẽ làm nhiều chương trình nữa để có dịp bố con được tham dự. Dạ, có thêm nhiều chương trình dành cho bố và bé đúng không ạ? Rồi. Anh Quốc ơi, dạ. Ngày hôm nay là mình cũng đã may mắn mình chiến thắng phần thi nè, rồi được ăn món ăn mà bố nấu nữa. À, con cảm thấy như thế nào? Dạ, con cảm thấy rất vui vì mình đã được chiến thắng. À, và ngày hôm nay là con cũng nói con đến đây để con muốn hiểu thêm bố nhiều hơn. Và sau khi đã trải qua tất cả các phòng, con có điều gì muốn nói với bố không? Dạ, con yêu bố. Nhiều lắm. Wow, yêu bố. Trung Anh ơi. À, ngày hôm nay thì mình cũng đã trải qua nhiều vòng thi đúng không? Hai bố con đã hiểu nhau hơn và con có lời nào muốn nói với bố không? Dạ, con yêu bố. Con yêu bố. Và ngày hôm nay khi mà con được thưởng thức cái món ăn của bố nấu á, thì con cảm thấy như thế nào? Dạ, rất là ngon. Rất là ngon. Và ngày hôm nay cũng khi là trải qua nhiều vòng chơi thì không biết là cảm xúc của bố như thế nào ạ? Dạ, thì mình rất là vui khi được tham dự chương trình. Mong là đài truyền hình HTV sẽ có nhiều hơn nữa những cái chương trình như thế này để có một dịp giao lưu, gắn thêm tình cảm giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Dạ,
Em xin cảm ơn hai bố rất là nhiều. Và Phương Lan thay mặt cho chương trình xin chúc cho hai gia đình của mình sẽ có nhiều sức khỏe, các con sẽ mau ăn chóng lớn nè, vâng lời cha mẹ và sẽ là những đứa con ngoan khiến cho bố mẹ sẽ tự hào nhiều hơn nha. Và kính thưa quý vị khán giả, thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết rồi. Hy vọng là quý vị khán giả sẽ luôn luôn nhớ khung giờ phát sóng của chương trình 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với Công ty Truyền thông Bi thực hiện. Và một lần nữa chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng ba lô vali túi sách cao cấp Sacos đã cùng đồng hành với chương trình Bố Là Tất Cả. Hẹn gặp lại quý vị ở chương trình lần sau. Xin chào các bố các bé và xin chào tất cả quý vị. Xin chào. Xin chào.